trong treo lơ tập 67 hương vị tình thân, Nam gặp Khánh tại quán ba. Khánh hỏi dò liệu có phải Nam và Long đã chia tay. Khánh còn vũ dê Nam về công ty anh làm. Khánh khen Nam giỏi rang, lại vừa mắt mình, nếu anh không mời Nam về sớm thì nơi khác cướp mất. Mà anh cũng biết sớm muộn gì em cũng rời công ty thằng Long nên anh phải săn đón em trước Khánh nói thêm để thuyết phục Nam. Bất ngờ Nam đoán đây là việc mà Long nhờ Khánh lý do nam đoán thế này có thể là nam nghĩ rằng long sợ sau những chuyện đã xảy ra cô sẽ khó làm việc ở công ty anh sẽ bị mọi ánh mắt dò xét gây trở ngại cho cô khánh là người đàn ông tài giỏi lại có tình cảm với nam trước chuyện tình yêu đầy chắc trở của nam với long không ít người ủng hộ nam về bên khánh ở diễn biến khác bà bích vẫn khẳng định với nam rằng bà không ăn cắp chiếc vòng vàng của cụ dần vì thế không việc gì bà phải cảm thấy xấu hổ bà Bích chưa biết Long đã cho Nam xem hình ảnh chụp xuất từ camera, nên bà vẫn nghĩ không ai biết việc bà ăn cắp vặt. Vì thế khi Nam nói bà Bích không lấy vòng vàng, nhưng lấy những thứ khác khiến bà Bích trật mình, còn gân cổ đòi bằng chứng. Biết không thể giấu giếm được nữa, bà Bích lý do lý chấu rằng do hoàn cảnh gia đình nghèo nên bà đành chấp nhận mang cơm thừa canh cặn của chủ nhà về, hơn nữa nếu bà không lấy thì nhà cụ giận cũng đổ đi, gây lãng phí. Ngoài đồ ăn, Nam còn vạch tội bà Bích lấy cả đồ đạc, thuốc bổ của cụ dần. Vẫn chưa biết Nam đã được xem tất cả hình ảnh mà camera ghi lại, bà Bích trách Nam nghe người nhà cụ dần xúi dục rồi về chất vấn bà. Lúc này Nam mới phanh phui tất cả, rằng cô rất xấu hổ khi xem lại hình ảnh chích xuất từ camera, phải chứng kiến cảnh mẹ nuôi ăn cắp đồ của nhà khác. Từ đây liệu bà Bích có thay tính đổi nết, bỏ tật ăn cắp vặt của mình? Tập 67 Hương vị tình thân sẽ lên sóng vào 21 giờ ngày 21 tháng 7 trên kênh VTV1. Đóng xem để biết diễn biến chi tiết. Theo đất Việt.